ta mình có giới thiệu về chương trình Mechanical Desktop 2024 rồi ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo template như thế nào để khi mở ra thì cái mình giống như mình đã cấu hình sẵn cái template đó rồi, như những cái lệnh hoặc là những cái option cần thiết để bắt đầu một bản vẽ. Các bạn tiến hành ha. Đầu tiên các bạn chọn new, chọn chọn show này. À, show. Ok, rồi đây là cái màn hình đầu tiên khi bạn vô chat ha. Rồi bây giờ bạn chọn cái lệnh đầu tiên, bạn chọn option đây. Đây và option thì bạn chỉ cần chú ý cho mình những cái tab sau. Một tab user reference ha, credit. Đây là cái việc mình đánh lệnh lệnh và muốn repeat lại cái lệnh đó thì mình chỉ cần rút phải chuột thì nó sẽ ra cái lệnh mình vừa thực hiện này. Ok, còn cái này ta ok rồi, ở đây chọn VNet, đây mấy nay mình đã chọn rồi mình đã. Rồi ok, tiếp theo qua cái tab thứ hai là tab standard, đây mình sẽ chọn ISO ha. Còn đây hiện tại thì bây giờ mình chưa có cái template này. Bạn chọn apply ha. Đây đây rất là nhiều tab, chương trình này rất là nhiều tab, mỗi tab thì nó có cái điều chỉnh khác nhau. Bây giờ mình chỉ hướng dẫn những cái cơ bản thôi để bắt đầu một bản vẽ đơn giản ha. Ok rồi, các bạn apply nó ok rồi, các bạn lưu nó lại với tên một cách đào cũng được. Bạn có thể đặt đây tên nó đặt trong đây cũng được, trong cái template của nó luôn. Một template ha. Lưu lại. Rồi, ok. Rồi, bạn đóng nó. Đóng hết. Rồi, bạn sẽ mở mở cái template mở này ra. Bạn chọn new mà. Control nào. Đây, cái template mở này đây. Mình còn quên sót một lệnh để di chuyển được hệ trục tọa độ này dễ dàng. Các bạn hãy chạy lệnh UCS icon, bạn chọn on ha, bật nó lên ha, on là bật nó lên. Còn bạn chạy lại một lần nữa, bạn có thể nhấp phải chuột nó sẽ chạy lại một lần đó nữa, nhưng lần này bạn sẽ chọn on. Ok, bây giờ bạn có thể di chuyển được cái trục tọa độ này một cách dễ dàng. Đó là điều cần thiết để em vừa không vẽ. Các bạn lưu lại, set lại cái thằng lớp này, tạm này mình không có, mình quên lưu lên để nó luôn. Ok rồi, bây giờ bạn vào đây sẽ một lần nữa. Bạn chọn standard rồi vào lâu tới cái template của bạn. Ok rồi, bạn lâu lâu nó lại rồi đó đang lâu rồi, bạn chỉ cần chọn new
Amsterdam hoặc là lên vào Auburn và xa. Đó là những cái bước cơ bản để tạo để giống như là mình chỉnh sửa những cái option cũng như đánh cái lệnh đầu tiên là USF Ancon để có thể di chuyển được cái hệ trục tọa độ này. Hết bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác cơ bản để tạo một cái hình 3D hoặc một cái khối 3D và vẽ những cái hình ảnh cơ bản để bạn có thể nắm từ từ, thì bạn phải theo dõi xuyên suốt nhé. Nhớ subscribe kênh của mình, like và share cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.